Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bùi Quang Huy sơi hết nạc, Nguyễn Minh Chiết vạc phần xương. Những ngày qua, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao trong chính quyền. Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, ông Bùi Quang Huy có cuộc gặp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng cũng là cựu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 2007-2011. Điều đáng nói là Bùi Quang Huy đã nhờ ông Võ Văn Thưởng kết nối được với rất nhiều lãnh đạo chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những người trưởng thành từ công tác đoàn như ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, ông Hà Quang Dự, vân vân. Bùi Quang Huy đang lên sóng cùng với những nhân vật lớn trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn năng nổ gặp ông Bộ trưởng Bộ Công an, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Có thể nói, so với người tiền nhiệm Nguyễn Anh Tuấn thì Bùi Quang Huy năng nổ hơn rất nhiều. Một phần giúp Bùi Quang Huy có quan hệ rộng rãi với nhiều ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm và cựu ủy viên Bộ Chính trị, cũng bởi Bùi Quang Huy là đàn em trong nhóm Lợi ích Nghệ An, được sự nâng đỡ của ông Vương Đình Huệ và được ông Vương Đình Huệ hỗ trợ kết nối. Chuyện Bùi Quang Huy trở thành ủy viên Trung ương Đảng chính thức chỉ là vấn đề thời gian. Với sự hỗ trợ của nhóm Lợi ích Nghệ An, Bùi Quang Huy sẽ là nhân tố có triển vọng tiến xa như những cựu bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khác. Hiện nay, Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai là hình mẫu cho Bùi Quang Huy tiến thần. Đấy là những gì Bùi Quang Huy đã thực hiện. Mỗi khi có một bí thư Trung ương Đoàn được thường xuyên lên báo chí như thế, thể hiện sự năng nổ và có nhiều cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao, thì đấy là dấu hiệu người đó được cơ cấu, thậm chí những cuộc gặp đó cũng được bàn tay bề trên đạo diễn nốt. Còn Nguyễn Minh Chiết thì đi gặp những người nhân vật vô danh. Tới chúc mừng Tổng cục Thể dục Thể thao nhân ngày Thể dục Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Chiết mong muốn hai bên duy trì tổ chức các giải thể dục thể thao cho đoàn viên thanh thiếu nhi, nhất là các giải đấu đã mang lại thương hiệu. Vào ngày 27 tháng 3, tờ báo Thanh Niên đưa tin, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Tổng cục Thể thao và Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao của Việt Nam. Hình ảnh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến tiếp Nguyễn Minh Chiết trông giống như các lãnh đạo Việt Nam tiếp khách nước ngoài vậy. Đây là hình ảnh được dàn dựng chỉ để quảng cáo cho Nguyễn Minh Chiết, nhưng rất tiếc lãnh đạo tiếp Nguyễn Minh Chiết thuộc diện vô danh tiểu tốt, chứ không phải là những tay to mặt lớn trong bộ chính trị, thậm chí trong tứ trụ như trường hợp của Bùi Quang Huy. Bùi Quang Huy không biết là con nhà ai, chắc chắn là con cái quan chức của Đảng Cộng sản, nhưng không thể là nhân vật nổi tiếng như cha của Nguyễn Minh Chiết. Tuy nhiên, sau lưng Bùi Quang Huy là một nhóm lợi ích chính trị quá mạnh, xem ra Nguyễn Minh Chiết không có cửa để mà tranh phận. Không dễ để mà ông Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ con út ở Trung ương Đoàn. Con đường Trung ương Đoàn trước đây là con đường phụ, nhưng với thành công của Nguyễn Minh Chiết, cựu Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng, đương kim Chủ tịch nước, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Đức Việt, cố Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vân vân. Thì xem ra con đường đoàn cũng được các quan chức chú ý nhét con mình vào cho bằng được. Tại Trung ương Đoàn toàn là hàng gửi mà ai cũng có hậu thuẫn đáng gờm, cho nên câu chuyện của Trung ương Đoàn Cộng sản Việt Nam là cả một chiến trường giữa các thế lực chiến đấu với nhau để đẩy con mình lên càng cao càng tốt. Đến thân thế khủng như Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của Nguyễn Xuân Phúc mà không thể lên nổi thì xem ra Trung ương Đoàn khốc liệt không kém Trung ương Đảng là bao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Bùi Quang Huy sơi hết nạc, Nguyễn Minh Chiết vạc phần xương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lấy phiếu tín nhiệm, trò hề hay chiêu trò để làm cỏ dưỡng lúa của ông Tổng. Ở các nước dân chủ và văn minh, chỉ có pháp luật điều hành cả chính quyền lẫn xã hội.
khi phạm tội quan chức cũng như thứ dân, mà cụ thể vừa qua cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị truy tố như thường. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có hai loại luật, cho là quý tộc và luật thứ dân. Thực ra ở Việt Nam không có tầng lớp quý tộc, nhưng về bản chất nó tương đương với tầng lớp quý tộc thời phong kiến. Đó là thành phần có quyền thế trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân thấp cổ bé họng là thứ dân, bởi về bản chất nhà nước Cộng sản chính là nhà nước phong kiến trá hình. Một thời gian trò hề lấy phiếu tín nhiệm chẳng loại được ai. Tại Việt Nam, luật quý tộc là điều lệ đảng. Đây là thứ luật chỉ dành riêng cho đảng viên Đảng Cộng sản, không áp dụng cho thứ dân. Nó được làm ra để vuốt ve, để bảo vệ và để tạo sức mạnh cho Đảng Cộng sản. Ví dụ, chỉ thị 15 quy định đảng viên không thể bị pháp luật chạm vào nếu chưa bị khai trừ khỏi đảng. Luật là vậy, nhưng gần đây ông Tô Lâm cho Đinh Văn Nơi bắt Đỗ Hữu Ca khi ông này chưa khai trừ ra khỏi đảng. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã sử dụng đảng luật để tìm kiếm sai phạm của cán bộ. Ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng dùng đảng luật để kỷ luật cán bộ. Bà Trương Thị Mai cũng dùng đảng luật để bố trí chức tước cho cán bộ. Riêng với Bộ Công an, theo lý là họ dùng luật pháp. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp họ cũng chẳng theo quy trình tố tụng hình sự, mà rất tự tùng tự tác. Không biết lấy phiếu tín nhiệm lần này có loại được ai hay không đang là câu hỏi. Đảng luật là bộ luật được Đảng Cộng sản Việt Nam xếp trên cả luật pháp của nhà nước, bởi đảng luật là luật cho quý tộc, phải đứng cao hơn luật của thứ dân. Tuy nhiên, độc tài là bản chất của Đảng Cộng sản, nên đảng luật cũng không làm từ nguyện vọng của đông đảo đảng viên, mà chỉ làm theo chủ ý của một nhóm người trên đỉnh tháp quyền lực của đảng. Vì thế mới có cái gọi là suất đặc biệt, để đặt cách riêng một mình ông Nguyễn Phú Trọng có thể ngồi lại ghế tổng bí thư, bất chấp tuổi tác và sức khỏe. Vào ngày 31 tháng 3, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương, tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban giữa ban nội chính Trung ương với các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 1. Ông Trạc yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để chuẩn bị tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm. Ai cũng biết ông Phan Đình Trạc là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trạc đề cập đến việc lấy phiếu tín nhiệm thì đó cũng là ý của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên, quy định lấy phiếu tín nhiệm là chỉ dành cho nội bộ của Đảng Cộng sản, chứ đó không phải là mâm của thường dân. Tuy nhiên, bản chất của Đảng là phi dân chủ, nên những quy định trong Đảng luật cũng chỉ là công cụ cho kẻ mạnh nhằm triệt hạ phe yếu hơn trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng dùng rất nhiều công cụ để đốn củi. Có thể trong đó có công cụ lấy phiếu tín nhiệm. Trước đây, Đảng Cộng sản cũng bày ra việc lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa và tín nhiệm thấp. Trò này không kỷ luật được ai, vì dù có tiền tệ đến mấy thì cũng không có được từ tín nhiệm, chỉ là hơi thấp mà thôi. Thế rồi, huề cả làng. Lần này, Đảng lại bày cho cái trò lấy phiếu tín nhiệm không rõ có làm thật hay không, hay cũng chỉ là trò hề như lẫn lần trước. Kết quả qua bị loại vì không được tín nhiệm hay không, thì chúng ta càng phải chờ xem. Có bạn nêu ý kiến với tờ Thể báo.de rằng nếu ông Trọng lần này làm nghiêm túc chứ không diễn trò thì nó không phải là công cụ để tạo ra sự công bằng trong đảng, mà nó sẽ là công cụ để thanh trừng phe phái. Đấy là chiêu trò làm cỏ dưỡng lúa của ông Trọng. Bởi hiện nay ông Trọng đang cố tống củi vào lò cho thật nhiều để ông dọn sạch những bè phái khác của ông, nhằm tạo cho kẻ kế cận thừa hưởng một di sản đồng nhất và tất cả đều phải phục tùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin lấy phiếu tín nhiệm trò hề hay chiêu trò để làm cỏ dưỡng lúa của ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.